Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng mắt kính Tái Quang. Thì đây là cái gọng gọng kính mà khách hàng rất là yêu thích á. Thì khách hàng đeo thời gian thì nó cũng là bạc xi hết rồi ha. Đó. Mọi người coi những cái vết này nè. Nó theo thời gian thì nó cũng là xước những cái xi này. Đây. Khách hàng rất là quý cái gọng kính này nên muốn nhờ bên Liêm là sẽ xi lại cho nó đẹp mới ha. Đây là cái gọng kính mà khách hàng gửi qua, thì đây là trước khi xi nha. Thì bên Liêm sẽ đưa vào công ty để xử lý. Đó. Thì những cái cây kính như vậy thì bên Liêm cũng có nhận xi mới lại cho khách hàng nha. Đó. Thì xi như thế nào thì khi nào ra kết quả thì bên Liêm cũng sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nha. Đó, mọi người chờ cái phần 2. Đó, đây là cái gọng kính ha. Nó cũng gọng kính hiệu rất là đẹp nha. Đó. Nhưng mà qua thời gian sử dụng thì nó cũng không còn được như mới nữa. Đó. Đừng có mã vân rồi mọi người coi, rất là cực kỳ đẹp nhé. Đấy, thì em sẽ xử lý cho khách hàng. Đó. Mọi người chờ phần 2 nha. Cái kính này nó có dấu chuyện ở đây luôn nè. Đây, những cái mã ha. Đấy, những cái rêu xanh rồi phần xây chóc á, thì nó theo thời gian rồi. Rồi, mọi người chờ Liêm phần 2 nha. Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng một kính Tây Quang. Vậy là Liêm đã xi xong ha. Lánh bóng xi lại cho khách hàng. Mọi người có thể tham khảo ha. Em quay cận cảnh để cho mọi người xem. Lớp xi ăn rất đều và nó rất là những khối họa tiết ha. Mọi người coi, rất là đẹp nha. Ngay cả những con ốc vít nè. Mọi người coi, cực kỳ bóng đẹp nha. Giống như mới vậy. Đó. Đây là những cái mà Liêm sẽ giao cho khách hàng ha. Mọi người có thể so sánh nó trước khi xi và sau khi xi nha. Rất là đẹp nha. Những cái linh kiện mà những cái góc cách đó, mà nó vẫn rất là đẹp, thì mọi người thấy là nó như thế nào ha, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Đây. Rồi vậy thì Liêm chuẩn bị Liêm đóng gói và Liêm giao lại cho khách hàng nha. Coi như là đây là một cái demo để cho mọi người biết được cái dịch vụ si ha ở bên Liêm như thế nào. Đây là những cái si đẹp nha. Rất là đẹp cho khách hàng. Ai mà cần những cái gọng mà chất lượng, những gọng cổ mà đã qua thời gian sử dụng mà muốn mới đẹp thì mình có thể xi lại ha. Một là mình bên Liêm có nhận dịch vụ xi vàng và xi bạc. Mọi người có thể tham khảo. Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với Liêm qua thông qua số Zalo Liêm để trên màn hình 0938181086 ha. Liêm sẽ tư vấn cho quý khách một cách tận tình nhất. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.